Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nam Dừng Bật Đô Thị. Thì hiện tại bây giờ là chiều của ngày mùng 3 tháng 10 dương lịch. Thì trước mặt các bạn đây nó là cái chậu lan hồ điệp và cái cây này là mình đang làm hoa Tết. Thì mình đang làm cho cái hoa Tết cho cây này. Thì mình lên vườn thì mình quan sát, mình xem cây ấy thì mình phát hiện ra một cái vấn đề nó như này. Thì chắc là vấn đề này thì chắc là nhiều bạn là cũng rất là quan tâm về vấn đề này. Đấy thì ví dụ như là cái chậu lan này mình đang trồng như này đúng không các bạn? Đấy thì cái chậu lan này ấy, khi mà những cái chậu nhựa này này là mình mới trồng, hoặc là những cái chậu bằng gốm lung, bằng đất lung ấy mà mình mới trồng thì nó rất là sạch sẽ như này. Thế nhưng mà sau một thời gian mình trồng và chăm sóc ấy thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp như này. Thì sau khi một thời gian mà mình chăm sóc ở trên vườn lan của mình ấy thì với cái điều kiện là mưa nắng gió và mình sử dụng phân bón thì những cái chậu lan của mình ấy thì nó sẽ sinh ra cái trường hợp như này, thì nó sẽ bị cáu bẩn. Đấy, cáu bẩn và rất là bẩn luôn. Thì với những cái chậu lan như này ấy, thì các bạn thử hình dung ấy là ví dụ như cây đan dô này là đang chuẩn bị có hoa, thì khi có hoa đấy là mình phải mang xuống nhà mình trưng đúng không, và mình để trên bàn uống nước hoặc là ở trên kệ gì đó để mình trang trí ở nhà mình. Thì với cái tình trạng mà những cái chậu lan mà nó bẩn như thế này đấy, thì khi mình trưng bày ấy, thì nó nhìn thì nó rất là phản cảm đấy, lau thì nó cũng không sạch được hết đâu các bạn ạ. Đấy, bởi vì là nó mưa lắng thì nó đã bị kiểu dạng oxy hóa rồi, nên là lau đi thì nó không được sạch. Thì nếu như mà để mà trưng bày với cái tình trạng mà chậu như này ấy, thì nó rất là xấu và rất là phản cảm. Để khắc phục cái tình trạng đó thì mình sẽ có những cách, nó là ví dụ như là mình sẽ mua một cái chậu mới và mình lồng cái chậu này vào trong cái chậu mới. Đấy, thì để cho nó sạch sẽ, nó đẹp hơn. Đấy thì cách đó là một. Thế nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn với một ý tưởng. Mình sẽ làm cho những cái chậu lan này bẩn như này, nó sẽ trở thành một cái chậu lan sạch sẽ và đẹp. Hình thức mẫu mã rất là đẹp để mình trang trí ở trong trang trí ở trong nhà em khi mình chơi hoa nha các bạn nhé. Trước khi làm ấy thì mình sẽ cần phải chuẩn bị dụng cụ. Thứ nhất đó là mình sẽ chuẩn bị một cái lọ sơn xịt. Đây là lọ sơn A400 sơn màu nhũ đồng nha các bạn nhé. Và tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị một miếng giấy ráp và một lọ gió bóng nữa. Thì với những cái dụng cụ như này ấy, các bạn có thể là mua ở cái cửa hàng mà nơi các bạn có. Thì hôm nay thì mình sẽ không sử dụng cái việc giấy ráp này đánh bằng tay. Đấy, ví dụ như là mình sử dụng cái giấy ráp này nhé. Giấy ráp này thì việc đầu tiên là mình sẽ phải sử dụng cái giấy ráp này, mình đánh cho cái chậu này nó chảy xước đi. Đấy, đánh cho nó chảy xước như này các bạn nhé. Đấy, nó chảy xước như này thì khi mình sơn vào ấy thì cái sơn nó sẽ bám được vào chậu và cái độ bền sơ của sơn nó sẽ tốt hơn. Chính vì vậy là mình đã mua một cái bộ sản phẩm, mình mới mua về. Thì đây nó là cái bộ máy mài cầm tay mili 12V. Đấy là mình mới mua về. Thì ngày hôm nay thì đồng thời là mình sẽ review cái sản phẩm này cho các bạn cùng tham khảo luôn. Thì với cái bộ sản phẩm máy mài cầm tay này thì ở đây là hàng, đây là cái quyển hướng dẫn này và tất cả những sản phẩm mà của nhà sản xuất nó có. Đấy thì nó sẽ sử dụng cái nguồn là nguồn 12V. Đây là cục adapter 12V và đây là một cái máy mài cầm tay. Thì nó kèm theo là rất là nhiều cái phụ kiện đi kèm. Đấy, có đánh nhám này và lưỡi cắt này và cả cái mũi mài đá và giấy ráp nhám. Với tất cả những cái phụ kiện này thì các bạn có thể là mua ở cái khu vực địa phương của các bạn nếu như có. Đấy, còn nếu như mà ở cái khu vực các bạn mà không có ấy, thì các bạn có thể là tham khảo theo cái đường link mà mình sẽ gắn ở trong cái video này. Để mà mua hàng được ở trên cái video của mình ấy, thì các bạn làm theo những bước sau đây. Thì ví dụ như là đây là cái video của mình, thì các bạn hãy quan sát xuống cái phần tiêu đề. Thì tiêu đề của cái video này đó là bắt đầu làm hoa hồ điệp nở Tết Nguyên Đán. Thì dưới cái dòng chữ của cái phần tiêu đề đó thì có chữ là xem thêm, thì các bạn bấm vào cái chữ xem thêm này.
Sau khi bấm vào cái chữ xem thêm ấy, thì nó sẽ hiện lên là cái nội dung mô tả của cái kênh mình. Thì trong cái nội dung mô tả này thì mình có gắn đường link. Ví dụ như ở đây là có đường link là máy mài mini. Đấy, thì các bạn chỉ việc bấm vào cái dòng chữ màu xanh này thì tự khắc là hệ thống ấy, là nó sẽ chuyển bạn đến cái trang của người bán hàng, và sau đó là các bạn là trực tiếp mua hàng ở trên cái trang của cái người bán hàng. Với cái sản phẩm máy mài mini này thì video sau thì mình sẽ làm một cái video chi tiết cụ thể và cái công dụng và chức năng của cái máy mài mini này được áp dụng vào trong những công việc gì và công suất hiệu suất của nó như nào, thì mình sẽ làm video sau nhé các bạn nhé. Thì bây giờ sẽ quay lại đến cái việc là mình sẽ trang trí cho những cái chậu lan này, trang trí thành một cái chậu lan được mạ vàng đấy nha các bạn nhé. Thì đầu tiên là với những cái chậu nhựa đấy, thì đối với những cái chậu gốm nhé các bạn nhé, thì chậu gốm thì các bạn có thể sơn trực tiếp vào. Dùng cái sơn A400 là các bạn sơn trực tiếp vào. Thế nhưng mà với những cái chậu nhựa mà chất liệu của nó trơn bóng ấy, ví dụ như là chậu này hoặc là những cái chậu nhựa như này, thì mình phải sử dụng giấy nhám. Đấy, thì đối với những cái chậu nhựa mà nó có cái bề mặt mà rộng như này, đấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái giấy nhám này, hay còn gọi là giấy ráp này, đánh thủ công. Đấy, thủ công thì với những cái chậu này thì bề mặt tiếp xúc của nó rất là rộng, thì đánh thủ công thì nó rất là nhanh. Thì còn với những cái chậu mà nó có nhiều chi tiết như này và chi tiết nhỏ thì bắt buộc là mình phải sử dụng là cái máy mài mini này. Rồi thì sau đây là mà các bạn cùng theo dõi là mình trang trí cho cái chậu lan này nhé các bạn nhé. Muốn chậu lan mà đẹp hơn ấy, thì mình bắt buộc mình phải sử dụng đây nó là cái sơn bóng đá, và mình pha cùng với butin. Thì butin thì nó có cái công dụng là sẽ làm cho cái sơn này nó sẽ căng bề mặt và nó sẽ khô nhanh hơn. Đấy.